Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đẹp Đôi Công Nghệ Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cho các bạn về môn thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu, là ôn thi video phần thứ 13. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ ôn về cái kiểm định một trị trung bình, hay còn gọi là cái bài toán quanh Sambo t-test, hay còn gọi là kiểm định so sánh kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên. Thì các bạn sẽ có một số lưu ý như sau: bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đẹp Đôi Công Nghệ Thực Phẩm, và khi đi thi các bạn nên học sách và học slide, và những cái gì mà tôi ôn thi thì nó chỉ mang cái tính chất là tham khảo thôi, cho nên là các bạn coi tham khảo thôi nha, chứ không có giống thi 100% đâu. Rồi sau này thi mà có trật tủ thì đừng có nói tôi cho các bạn ra ngoài đảo ngoài biển gì hết ha. Tôi ôn là cái slide để cho các bạn tham khảo thôi. Bây giờ thì đầu tiên tôi sẽ đi sơ qua về cái slide lý thuyết ha. Về cái slide lý thuyết của chúng ta thì chúng ta sẽ có như sau. Các bạn nhìn vào cái slide bên trái trước nha. Cái slide bên trái nè là chúng ta trong cái bài toán kiểm định cái giá trị trung bình á, thì chúng ta có 3 bài toán. Đó là kiểm định một trị trung bình, kiểm định hai trị trung bình và kiểm định lớn hơn hai trị trung bình. Và khi mà lớn hơn hai trị trung bình thì chúng ta sẽ sử dụng ANOVA. Về lưu ý thuật ngữ sử dụng trong tài liệu, trị trung bình của tổng thể hoặc là gọi là cái kỳ vọng, thì kỳ vọng là cái trị trung bình của tổng thể, hay còn gọi là khái niệm là kỳ vọng, thì tôi sẽ ký hiệu là chữ MUI. Chữ MUI nó giống như chữ U các bạn á. Cái chữ MUI này nè, cái chữ MUI thì có nghĩa là nó là cái giá trị trung bình tổng thể hoặc là cái kỳ vọng mà của các bạn ha. Thế thì ở cái phần thứ A là chúng ta sẽ kiểm định một trị trung bình. Thì trong cái bài tập này chúng ta sẽ có một tổng thể cho trước, có cái giá trị kỳ vọng là MUI0. MUI0 là cái đề của các bạn á. Cái đề của các bạn người ta sẽ cho cái giá trị sẽ là MUI0. Từ tổng thể đó lấy ngẫu nhiên N đơn vị. Nói chung là từ cái đề của các bạn lấy ra những cái mẫu đi đo thu được cái giá trị trung bình, người ta gọi là MUI. Và các bạn sẽ so sánh cái MUI trung bình từ cái giá trị, nó sẽ xem xét với cái MUI0 là cái đề cho, các bạn xem nó bằng hay là nó khác. Thì người ta gọi là bài toán kiểm định một trị trung bình. Được chưa? Về cái phương pháp sử dụng á, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp đó sẽ là phương pháp Z-test hoặc là phương pháp T-test. Thì khi các bạn sẽ lưu ý là xem cái mẫu lớn hay là cái mẫu nhỏ ha. Khi các bạn xem mẫu lớn hay mẫu nhỏ, khi mẫu lớn N lớn hơn 30 hoặc phương sai đã biết trước. Phương sai là gì? Phương sai thì chúng ta sẽ ký hiệu là cái sigma. Thì khi mà các bạn sử dụng mẫu lớn hoặc là khi mà các bạn đã biết trước phương sai thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp là Z-test. Thứ hai là khi mẫu nhỏ hoặc là cái số lượng mẫu của các bạn bằng, bé hơn hoặc bằng 30 thì các bạn sẽ sử dụng T-test một mẫu. T-test mà T-test một mẫu nha. Tại vì sau này chúng ta sẽ sử dụng T-test hai mẫu nó khác. Cái bài toán so sánh hai trị trung bình nó khác. Rồi chưa? Đó là về cái phương pháp, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp Z-test hoặc là phương pháp T-test. Thì cái đầu tiên là khi mẫu lớn N lớn hơn 30 hoặc là phương sai đã biết trước cái đề. Nhiều khi người ta không có cho cái các bạn biết số lượng mẫu mà người ta đã cho là biết trước phương sai, hoặc là có thể, tại vì nếu mà phương sai đã biết thì có nghĩa là độ lệch chuẩn các bạn cũng đã biết trước. Khi mà các bạn biết trước phương sai và độ lệch chuẩn á, thì các bạn sẽ sử dụng Z-test. Và khi mà mẫu nhỏ thì các bạn sẽ sử dụng t-test, được chưa? Thì đây là cái slide công thức của chúng ta, thì các bạn xem kỹ cho tôi cái slide này. Công thức tính z tính và t tính thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Hai phần là gì? Hai phần của chúng ta sẽ là như sau. Chia làm 3 phần. Là 3 cái cột á. Đầu tiên á là đã biết phương sai.
là sigma bình phương, người ta gọi là phương sai. Rồi khi mà mẫu lớn nhưng mà chưa biết phương sai, n lớn hơn 30 nhưng mà chưa biết phương sai, là hai cái này các bạn sẽ chia làm hai nè. Có nghĩa là khi mà các bạn đã biết phương sai, hoặc là các bạn chưa biết phương sai nhưng mà các bạn xác định được cái số lượng mẫu nó lớn, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp đó là phương pháp z-test. Phương pháp z-test nha. Còn khi mà các bạn chưa biết phương sai nhưng mà các bạn xác định được cái khối lượng mẫu, cái số mẫu của chúng ta bé hơn 30 á, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp t-test, được chưa? Đó là cái vấn đề khi nào sử dụng z-test, khi nào sử dụng t-test thì nó rất là quan trọng. Tại vì các bạn thấy được cái z-test và cái t-test, nó cái công thức trong cái dạng kiểm định một biến này nè, thì nó sẽ khá là giống nhau. Nhưng mà khi mà các bạn qua kiểm định hai trị trung bình á, thì nó sẽ khác nhau, cho nên là các bạn cần phải phân biệt nha. Phân biệt từ bây giờ luôn. Khi mà các bạn đã biết phương sai thì các bạn sẽ áp dụng công thức tính là như thế này. Khi cái đề người ta đã nói giả sử đã biết trước phương sai, hoặc là giả sử phương sai đã biết, hoặc là trong cái đề người ta ghi phương sai của nó là không phải bao nhiêu đó, thì có nghĩa là cái đề của các bạn đã biết trước phương sai, thì các bạn sẽ sử dụng công thức z tính sẽ bằng x gạch. X gạch là có nghĩa là cái giá trị trung bình trừ cho cái mi không. Mi không là cái kỳ vọng hoặc là cái đề người ta cho, chia cho sigma là cái độ lệch chuẩn, nhân cho căn n, với n là cái số mà cái số mẫu của các bạn. Rồi khi mà các bạn chưa biết phương sai thì cái công thức của nó cũng tính tương tự như vậy, tại vì các bạn sẽ sử dụng z tính. Nhưng mà tại vì bây giờ là mẫu lớn thì cái độ lệch chuẩn của nó không phải được ký hiệu là sigma nữa, mà bây giờ sẽ đổi qua ký hiệu là chữ S ha. Mẫu nhỏ thì ký hiệu là sigma, còn mẫu lớn hơn 30 hoặc bằng 30 thì người ta ký hiệu là chữ S, được chưa? Rồi, đó là hai cái công thức tính của cái phương pháp z-test. Tiếp theo là cái phương pháp tính t-test. Thì các bạn, khi mà cái trường hợp là n bé hơn 30 hoặc là chưa biết phương sai S, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp t-tính. T-tính thì các bạn cũng tương tự như vậy. Thì các bạn sẽ lấy x gạch trừ mi không chia S nhân cho căn n, trong đó với x gạch là giá trị trung bình, mi không là cái đề người ta cho, cái giá trị mà các bạn đem đi so sánh với cái đề, và cái S này là cái độ lệch chuẩn. Các bạn nhớ cho tôi, nếu mà ghi S không là độ lệch chuẩn, mà S bình sẽ là phương sai nha, nhân cho căn n. Rồi đó là cái phương pháp tính. Thế thì bây giờ các bạn cần phải phát biểu giả thuyết như thế nào? Phát biểu giả thuyết là một cái phần rất là quan trọng. Nếu mà các bạn phát biểu giả thuyết này bị sai thì nguyên cái bài toán của các bạn bị sai hết, được chưa? Khi mà các bạn phát biểu giả thuyết sai thì nguyên cái bài toán của các bạn sẽ bị sai hết, giảng viên sẽ không chấm. Cho nên là cái phần phát biểu giả thuyết này rất là quan trọng. Thì phát biểu giả thuyết như thế nào thì tôi sẽ làm trong video kỹ, một video kỹ về cái phần phát biểu giả thuyết. Thì hôm nay tôi sẽ nói sơ về cái phát biểu giả thuyết. Thì cái cách đặt giả thuyết của các bạn sẽ là H0, thì các bạn sẽ cho mi bằng mi 0. Có nghĩa là thường thường á, cái mi 0 của người ta nó sẽ có cái giá trị nó khác so với cái mi trung bình. Cái mi là cái giá trị trung bình, còn cái mi 0 là cái đề của người ta cho, được chưa? Thường thì hai cái giá trị này nó khác nhau, trong cái đề á nó khác nhau, cho nên mình đặt H0 là mình sẽ đặt trái ngược với thực tế. H0 là mình sẽ đặt trái ngược với thực tế, thì mình sẽ cho, tại vì các bạn sẽ thấy thực tế trong cái đề nè, tôi sẽ kéo xuống một cái đề. Đây, bên đây có cái đề, ví dụ đây. Bài toán 1. So sánh một trị trung bình khi phương sai đã biết. Này, ví dụ như các bạn thấy một cái đề như thế này.
kiểm tra xem điểm thi TOEIC gì đó có bằng 600 hay không. Chúng ta lấy ngẫu nhiên 20 sinh viên. Ở dưới đây thì cái 20 sinh viên này sẽ là N. Được chưa? Hãy cho biết với mức ý nghĩa alpha bằng 5% thì điểm của lớp có bằng 600 hay không. Thì cái 600 là cái mà cái mi 0. Được chưa các bạn? Mi 0 của chúng ta sẽ là 600. Cái gì cái đề người ta cho. Và người ta cho các bạn thêm một cái dữ liệu nữa là biết rằng độ lệch chuẩn của điểm thi là 100. Độ lệch chuẩn của cái này mà mẫu nhỏ thì cái này độ lệch chuẩn của nó sẽ là sigma ha. Sigma, một sigma sẽ bằng 100, được chưa? Thế thì các bạn sẽ độ lệch chuẩn của nó sẽ là 100. Thì các bạn sẽ áp dụng công thức đó là khi mà cái bài toán á, kiểm định một trị trung bình mà các bạn đã biết trước phương sai. Khi mà các bạn đã biết trước phương sai hoặc là các bạn đã biết trước được cái độ lệch chuẩn á, thì nó sẽ, khi mà các bạn đã biết trước phương sai hoặc là các bạn đã biết trước độ lệch chuẩn thì các bạn sẽ sử dụng công thức Z tính như thế này ha. Thì cái mi 0 của chúng ta ở đây căn bên bài toán đó là 600, cái sigma này là 100, căn N là căn 20, thì cái x gạch ngang trung bình này nữa thì các bạn nhập vô máy thì các bạn tính được thôi. Thì các bạn sẽ tính được xét tính ha. Thế thì các bạn nhớ mức ý nghĩa alpha 5% nha. Khi kết luận không có mức ý nghĩa thì các bạn sẽ không được chấm điểm. Nhận xét, khi mà các bạn thấy được cái sigma này đã biết trước rồi á, thì cái sigma này biết trước rồi thì các bạn sẽ giải thôi. Đã biết trước phương sai thì các bạn sẽ giải thôi ha. Rồi, đó là cái bài cái dạng bài đã biết trước phương sai. Được chưa? Thì nè, tôi đang nói tới phần phát biểu giả thiết đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy được cái mi 0 của chúng ta sẽ là 600. Thì các bạn sẽ thấy được cái mi 0 của chúng ta sẽ là 600 và các cái giá trị trung bình mi của chúng ta sẽ là 650, 750, 510, 607, 408, 800, 609, 503. Hồi nãy thì tôi đang nói tới cái mi 0 là 600 đúng không? Sorry các bạn nha, tại vì tôi đang dạy học mà tôi đi bán đồ, nhà tôi bán tập quá cho nên là nhiều khi tôi phải tạm dừng video tôi đi bán đồ ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy các cái mi của chúng ta sẽ là 650, 750, các con số như thế này thì các bạn tính được cái mi nó sẽ là cái giá trị trung bình của con số này thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ biết được cái đề người ta cho. Tôi đang nói cái này là cái đề ha. Cái đề người ta cho thì các cái giá trị mi này nè, nó 600 mấy, 700 mấy, 500 mấy, 400 mấy thì nó sẽ khác với mi 0. Cái này là thực tế của cái đề. Thì các bạn sẽ đặt giả thiết bằng cách nào? Các bạn sẽ đặt giả thiết bằng cách các bạn sẽ cho cái này, các bạn sẽ đặt giả thiết các bạn sẽ cho mi khác mi 0 là h0. Là cái đặt các cách đặt giả thiết h0, các bạn sẽ cho nó trái với thực tế. Thực tế thì các bạn thấy được mi bằng mi 0. Cho nên là các bạn sẽ đặt cái giả thiết đó là mi x. Các bạn khi thực tế các bạn thấy được cái mi này nè là 600 này nè, nó khác các giá trị trong cái bảng này. Cái này sẽ là mi, còn cái đề người ta cho 600 nó sẽ là mi 0 để các bạn so sánh. Khi mà thực tế á, cái này là thực tế trên cái đề nè, là các bạn sẽ thấy hai cái giá trị này nó khác nhau, được chưa? Còn khi mà các bạn đặt h0 á, thì các bạn sẽ đặt trái với thực tế, là có nghĩa là các bạn sẽ đặt mi bằng mi 0 và h1 các bạn sẽ đặt đúng với thực tế, hoặc là h1 các bạn sẽ đặt trái với h0, cho nên là cái chữ h1 này các bạn sẽ thấy mi nó khác mi 0, nó trái ngược với h0 nhưng mà h1 nó sẽ là thực tế. Tới đây là nghe hơi nhức đầu ha, tại vì trong cái đề này nè, cái này là trên cái đề là thực tế, cái đề là trên cái đề á, người ta sẽ cho mi 0 là 600 nó khác với mi, được chưa? Các bạn hiểu tới đây chưa? Cái đề người ta cho mi 0 nó khác mi. Vậy thì các bạn sẽ đặt giả thiết thống kê là các bạn sẽ đặt h0, là các bạn sẽ đặt trái lại với cái đề,
là các bạn sẽ đặt mi sẽ bằng mi không, và H1 là các bạn sẽ đặt trái ngược lại với H0 là các bạn sẽ cho mi khác mi không, có nghĩa là H0 nó sẽ trái với cái đề, còn H1 nó sẽ giống với cái đề, được chưa? Tới đây tôi nghĩ là các bạn đã hiểu rồi đó. Bạn nào chưa hiểu nữa thì bình luận, tại vì các bạn đã học trên trường một lần và bây giờ tôi ôn lại một lần nữa thì tôi nghĩ là các bạn phải hiểu rồi. Sau khi mà các bạn đã tính toán và các bạn sẽ ra được cái giá trị z tính này và các bạn sẽ đem đi tra bảng ha. Tra bảng nào thì tôi không nhớ. Thiệt là tôi không có nhớ là tra bảng nào hết. Vậy thì khi đi thi các bạn nên đem theo một đống bảng đi. Tôi sẽ thu nhỏ cái slide này lại để dạy nó dễ hơn nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ nói tới cái gì đây? Tới cái phần bác bỏ H0 hay là chấp nhận H0. Vậy thì trong cái phương pháp Z tính á, các bạn sẽ nhìn hai cái cột màu xanh dương cho tôi. Hai cái mà tôi tô màu xanh dương bên trái cái đằng gạch nè, hai cái xanh dương. Thì các bạn khi mà các bạn sẽ bác bỏ H0 khi nào? Các bạn sẽ bác bỏ H0 khi trị tuyệt đối của Z tính nó sẽ lớn hơn Z alpha chia 2. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn để kết luận là chấp nhận H0 hay là bác bỏ H0. Nếu mà các bạn nào mà đi thi á, thì các bạn in được cái công thức này. Các bạn có thể ghi cái công thức này ra thì khi mà các bạn xem bác bỏ H0 hay là chấp nhận H0 bằng công thức á, thì các bạn sẽ tính là trị tuyệt đối của Z tính nó sẽ lớn hơn Z alpha chia 2. Tại sao alpha chia 2? Khi mà các bạn xem Z của alpha hay là Z của alpha chia 2 thì các bạn sẽ làm như sau. Khi mà nếu mà các bạn xét hồi nãy tôi nói tới đâu rồi ta? Các bạn thông cảm nha, tại vì bây giờ là mùa hè rồi cho nên là các mấy đứa con nít nó mua đồ rất là nhiều. Cho nên là nãy giờ tôi quay cái clip này mới có 17 phút thôi mà tôi đi bán đồ 8 lần rồi đó các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ nói lại về cách H0. Cái cách mà để kết luận H0, bác nhận H0 hay là bác bỏ H0. Thì khi mà các bạn học công thức á, thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi một cái đó là bác H0 khi nào. Các bạn chỉ cần nhớ một cái bác H0 khi nào. Khi Z tính lớn hơn Z alpha chia 2, trị tuyệt đối nha. Và tại sao có cái giá trị alpha chia 2? Alpha này là thường thì nó sẽ là giá trị 0,05 nếu đề không nói gì, còn nếu đề có nói thì các bạn sẽ theo cái đề. Tại sao Z alpha chia 2 thì các bạn sẽ xem cái dưới đây nè. Tại vì các bạn kiểm định cái sự khác nhau cho nên là các bạn sẽ kiểm định hai phía. Khi mà các bạn kiểm định cái đặt, các bạn đặt cái giả thuyết nó khác thì các bạn có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng alpha chia 2. Còn khi mà các còn cái miền bác bỏ này nè, cái này là khi các bạn sẽ sử dụng dấu lớn hơn hoặc là dấu bé hơn thì các bạn chỉ cần kiểm định so sánh tra bảng là sẽ tra bảng cái giá trị alpha, được chưa? Mà thường thì đi thi á thì các bạn sẽ thường đặt cái giả thuyết khác cho nên là các bạn sẽ sử dụng alpha chia 2. Còn trong lúc làm kiểm tra hay gì đó thì tôi không biết ha. Nói chung một xíu nữa thì tôi sẽ nói kỹ cái đó vấn đề đó sao. Khi mà các bạn thấy trị tuyệt đối của Z tính nó lớn hơn Z alpha chia 2 thì các bạn sẽ bác bỏ H0. Và các bạn nhận H0 khi nào? Các bạn nhận H0 khi mà Z tính nó bé hơn Z alpha chia 2, được chưa? Còn cái t-test phương sai cũng vậy. Khi mà cái t-tính, trị tuyệt đối của t-tính nó lớn hơn T alpha chia 2 và thêm một cái cột nữa là n trừ cho 1. Cái này là cái phần vấn đề tra bảng. Thì sau này tôi nghĩ là bây giờ các bạn đã biết cách tra bảng rồi cho nên là tôi không có chỉ ha. Và nếu mà bạn nào chưa biết cách tra bảng thì các bạn sẽ bình luận bên dưới video, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một video hướng dẫn các bạn cái cách mà để tra bảng tiếp theo, cách tra bảng sao, được chưa? Rồi bây giờ thì các bạn bác bỏ H0 khi mà
z tính nó lớn hơn cái z tra bảng. Cái cục một nùi là cái z tra bảng, còn cái bên đây là t tra bảng ha. Rồi cái này khi nếu mà các bạn sau khi mà các bạn kết luận, các bạn nhớ một cái câu là với mức ý nghĩa alpha bằng 0,05, hoặc là cái giá trị mà trong đề của các bạn cho, nếu mà các bạn kết luận bác bỏ H0 mà các bạn quên cái vấn đề alpha bằng 0,05 này á, thì các bạn sẽ bị không có chấm điểm cái phần kết luận nha. Các bạn nhớ chú ý cho tôi kỹ về cái phần kết luận alpha bằng bao nhiêu á, thì các bạn nhớ ghi vô. Rồi bây giờ cái đó là cái cách tính công thức, còn bây giờ là tôi có một cái cách để mà các bạn bạn nào mà không có nhớ bài á, không có nhớ công thức vẫn có thể làm được. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn vào cái biểu đồ này cho tôi. Chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái biểu đồ này. Nó sẽ có cái này là cái giá trị, và các bạn sẽ kiểm định hai phía. Cho nên là các bạn sẽ kiểm định cái giá trị mà khi mà các bạn đặt H0, H1 á, mà các bạn có đặt dấu bằng, dấu khác, thì có nghĩa là các bạn đang kiểm định hai phía. Và khi các bạn tra bảng thì sẽ là sử dụng kết quả alpha chia 2. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tính xem nó là alpha hay là alpha chia 2. Bây giờ thì Ở cái điểm này là cái T tra bảng, là cái T mà các bạn tra, hoặc là cái Z mà các bạn tra bảng được. Hai cái giá trị này là cái phần mà các bạn tra bảng được, thì các bạn gạch cái trên trục số cho tôi. Lấy cả giá trị âm và giá trị dương. Thí dụ các bạn tra bảng được giá trị là 2,2 đi. Vậy thì bên đây sẽ là âm 2,2 và bên đây là 2,2. Được chưa? Đây là cái giá trị 0. Đây là cái vấn đề. Thôi cái này là tôi phải comment như thế này nè, các bạn mới dễ thấy. Textbox. Âm 2,5. Ví dụ thôi. Tôi đang ví dụ thôi nha. Cái giá trị ở tra bảng, cái phần T tra bảng hay là âm 2,5 là T alpha chia 2 đó. Thì tôi sẽ copy và tôi dán lên đây một cái. Vậy thì cái giá trị bên đây sẽ là bao nhiêu? Cộng 2,5. Thì tôi sẽ để dấu thêm dấu cộng. Thôi khỏi để đi. Đây là cái giá trị tra bảng của các bạn. Thì các bạn sẽ gạch bên đây một cái. Ở ngoài rìa như thế này, ở ngoài hai cái rìa này sẽ là cái giá trị bác bỏ. Còn cái phần chính giữa này nè sẽ là cái miền chấp nhận H0. Được chưa? Cái miền ở giữa này sẽ là cái miền chấp nhận H0. Còn ở hai cái rìa hai bên đây này sẽ là cái miền bác bỏ H0. Rồi được chưa các bạn? Có nghĩa là khi cái giá trị T tính của các bạn nó nằm ở cái miền màu đỏ này, thì các bạn sẽ kết luận ngay nó là bác bỏ. Và nó nằm ở cái miền bên đây thì các bạn sẽ kết luận nó là bác bỏ. Hoặc là cái T tính của các bạn nằm ở trong cái phần màu trắng này nè, thì các bạn sẽ kết luận đó là chấp nhận H0. Tại vì nhiều khi các bạn sẽ không có nhớ được cái công thức trên kia, cho nên là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn kỹ lại cái vấn đề này nè. Được chưa? Còn sẽ có nhiều bạn hỏi tôi cái dụ cái T tra bảng mà nó bằng luôn cái T tính thì như thế nào. Thì cái hiện tượng này rất là hiếm gặp, cho nên là các bạn không cần quan tâm. Các bạn chỉ cần xem là cái T tra bảng của các bạn nó nằm ở cái phần nào, ở cái phần cái miền bác bỏ, ở phần nó nhỏ hơn cái, nó nằm ở ngoài hai cái rìa này nè, thì nó sẽ là bác bỏ. Còn nó mà ở nằm trong cái ruột này, nó sẽ là chấp nhận H0. Rồi được chưa? Rồi tôi sẽ lưu cái file này đi. Đó là cái vấn đề về cái kiểm định giá trị. Thì bây giờ tôi sẽ qua cái phần ôn tập lại nãy giờ những gì tôi nói nha. Ôn tập lại những gì nãy giờ tôi nói, thì các bạn sẽ khi mà các bạn kiểm định một trị trung bình á, thì các bạn lưu ý là nhớ đem bảng tra phân phối chuẩn và bảng tra phân bố student. Hai cái bảng tra này là một cái bảng tra tên là bảng tra phân phối chuẩn, một cái bảng tra nữa tên là bảng tra phân bố student, để làm cái bài này ha, để xem là z test hay là t test ấy. Thì thường thường là bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về cái bài đã biết độ lệch chuẩn trước.
Đã biết độ lệch chuẩn cũng như là đã biết phương sai thì chúng ta sẽ đặt giả thuyết. Đã đặt giả thuyết bằng cách là cái bài toán. Hai cái này thì hiện giờ thì các bạn sẽ tạm quên nó đi. Tại vì khi mà các bạn đi thi á, thường thì các bạn sẽ làm bài toán 1 là các bạn sẽ cho mi bằng mi không, H1 sẽ là mi khác mi không, là những gì nãy giờ tôi nói, được chưa? Bước thứ hai là cái bước tính toán, thì các bạn sẽ sử dụng công thức x gạch trừ cho mi không chia cho sigma nhân cho căn n. Trong đó là cái gì thì các bạn tự đọc nha. Bước thứ ba thì các bạn sẽ tra bảng. Thì các bạn sẽ xem bên đây thôi, tại vì các bạn đang làm cái phần kiểm định hai phía, cho nên là các bạn sẽ dựa vào alpha chia 2 và các bạn sẽ tìm được cái u alpha chia 2 này, có nghĩa là cái tra bảng á. Người ta sẽ thường đặt cái giá trị u, người ta sẽ thường gọi cho cái t test và cái z test, được chưa? T test và z test thì người ta gọi chung là cái giá trị là u cho nó đỡ phiền phức. Bây giờ thì các bạn sẽ dựa vào cái giá trị alpha chia 2 thì các bạn sẽ tìm được cái giá trị tra bảng. Sau đó thì các bạn sẽ kết luận về bài toán 1 á, thì các bạn sẽ so sánh cái này hay không, là như nãy tôi vừa trình bày. Đó là cái phần mà các bạn đã biết độ lệch chuẩn. Còn cái nếu mà bài toán mà chưa biết độ lệch chuẩn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì cũng tương tự như vậy thôi ha. Nhưng mà khi mà các bạn chưa biết độ lệch chuẩn á, khi mà các bạn chưa biết độ lệch chuẩn hoặc là mẫu bé, các bạn nhìn lên đây. Các bạn nhìn lên đây. Khi mà mẫu bé có nghĩa là n bé hơn 30, hoặc là khi mà chưa biết phương sai hoặc là chưa biết độ lệch chuẩn á, thì các bạn sẽ tính theo t-test. T-test thì cái cách tra bảng của nó sẽ khác nha. Thì các bạn sẽ tra cái bảng khác. Đây là cái cách tính theo t-test. Thì các bạn sẽ, trong nếu mà cái z-test á, thì các bạn sẽ dựa vào bảng tra phân phối chuẩn. Còn trong cái t-test thì các bạn sẽ dựa vào bảng tra phân bố student. Thì dựa vào n-1 và alpha chia 2, n-1 là cái cột, còn alpha chia 2 là cái hàng á, thì các bạn sẽ tìm được cái giá trị t n-1 alpha chia 2 và các bạn sẽ so sánh dựa theo cái cách nãy tôi chỉ và các bạn sẽ kết luận. Rồi, thế thì tôi đã trình bày xong về cái phần gì? Kiểm định một trị trung bình, one sample t-test. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Chúc các bạn thi tốt. Môn này đợt 1 thi dưới trung bình rất nhiều ha. Nếu mà trên trung bình thì thường sẽ được 5.5 đến 6 điểm. Ít bạn nào 7-8 điểm lắm. Rồi, tôi cảnh báo các bạn trước vậy thôi. Bye bye.